Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào các anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Phần giáo thuyết, kinh nghiệm của người tín hữu. Hỡi những người Galat ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em nhận được thần khí và đã làm những gì luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công. Vậy Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? Cũng như ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính. Vậy anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Abraham. Đằng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Abraham tin mừng này: nhờ ngươi muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham, người có đức tin. Thật thế, những ai dựa vào những việc luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyên rủa. Vì Kinh Thánh viết: đáng nguyên rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách luật. Và lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lê luật. Đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thế mà lê luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều lê luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyên rủa vì lê luật, khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyên rủa. Vì có lời chép: đáng nguyên rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham, và để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là thần khí. Chú thích bài đọc: một số khá đông các Kitô hữu Galat là người gốc Do Thái, còn những người khác đã có một vài ý niệm về Cựu Ước, vì người ta đọc sách này trong các buổi họp cộng đoàn hội thánh. Tân Ước bấy giờ chưa có, vậy Thánh Phaolô đi từ kinh nghiệm mà mọi người đã có khi được thanh tẩy, lúc họ lãnh nhận thần khí, rồi sau đó Ngài sẽ giải thích kinh nghiệm đó khi đọc lại Cựu Ước. Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt. Sự tương phản này có hai nghĩa: tín hữu Galat đã có kinh nghiệm về thần khí và các phép lạ của người trước rồi, nay lại muốn chịu cắt bì trong xác thịt. Theo một nghĩa khác, họ đã khởi sự với chân lý của Thiên Chúa hiện thân trong Chúa Giêsu, đó là thần khí, tức là chân lý tinh tuyền. Nay họ lại quay về những tập tục của Do Thái giáo. Tuy xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng cũng như mọi việc đạo đức, có thể vẫn còn ở trên cấp độ con người, gọi là xác thịt. Những kẻ phá rối tín hữu Galat nói: các bạn thuộc về Đức Kitô, mà Đức Kitô là mưu duệ ông Abraham và là người Do Thái. Vậy các bạn hãy theo ông Abraham và hãy làm như người Do Thái. Như thế, cùng với Đức Kitô, các bạn sẽ là con cháu ông Abraham. Thánh Phaolô phản bác rằng: đâu phải vì thuộc dòng tộc ông Abraham mà người ta là con cháu ông. Thánh Tông Đồ sẽ triển khai luận chứng này trong Roma chương 4. Chúng ta đừng tưởng những thành kiến như thế bây giờ không còn nữa. Có những người nghĩ mình là Kitô hữu vì đã được thanh tẩy khi mới chào đời. Họ quên rằng không có đức tin và hoán cải bản thân thì phép thánh tẩy không có nghĩa lý gì cả.